Theo một báo cáo từ The Verifier, gần đây, Apple đang có kế hoạch bỏ iPhone SE, iPhone 6S và iPhone 6S Plus khi phát hành iOS 15 vào năm sau. Tất cả điện thoại này đều lên được bản cập nhật iOS 14. Tuy nhiên, theo tờ iPhone Arena, bình luận có thể chúng không còn phù hợp với iOS thế hệ tiếp theo. Theo đó, hệ điều hành iOS 15 được dự kiến sẽ hỗ trợ các thiết bị dùng chip A10 Fusion trở lên, bao gồm iPod Touch, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Series. Nếu như thông tin trên là chính xác, thì các iFan sẽ rất tiếc nuối cho hai mẫu iPhone là 6S và 6S Plus, phiên bản thứ 14 của hệ điều hành iOS phát hành, hỗ trợ các đời máy trước. Như vậy, iPhone 6S có thể được hỗ trợ ít nhất cho đến năm 2021, cho đến khi hệ điều hành mới được phát hành. Vì nguồn doanh thu từ việc bán sản phẩm dần bước vào thời kỳ bão hòa, cho nên Apple đang tìm cách tăng trưởng doanh số và lợi nhuận bằng việc bán dịch vụ, ứng dụng thu phí, v.v. Theo các chuyên gia, Apple sẽ cố gắng kéo dài thời gian hỗ trợ iOS cho các sản phẩm của mình. Do vậy, càng nhiều iPhone lên đời iOS mới, càng giúp Apple có nhiều khả năng tăng doanh thu. Vậy là Hiền Phương đã tổng hợp các máy iPhone sẽ được Apple nâng cấp lên hệ điều hành iOS 15 mới nhất hiện nay. Nếu như bạn có thông tin gì về máy iPhone nào mà chúng mình chưa đề cập đến, thì hãy để lại nhận xét và chúng mình có thể thêm đề xuất của bạn trong lần cập nhật tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.